Xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV. Mở đầu là bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ, Anh, Canada đứng dậy tẩy chay khi đại diện Nga phát biểu tại G20. Quan chức tài chính hàng đầu của Anh, Mỹ và Canada đã bước ra khỏi phòng họp G20 ngày 20 tháng 4 khi đại diện của Nga phát biểu. Bộ trưởng tài chính Anh Rishi Sunak cho biết. Các quan chức Ukraine tham dự cũng bước ra khỏi cuộc họp của các quan chức tài chính hàng đầu 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo một nguồn tin biết về cuộc họp cho hay. Trước đó, các đại diện của tôi cùng với những người đồng cấp Mỹ và Canada đã rời cuộc họp G20 ở Washington khi các đại biểu Nga phát biểu. Bộ trưởng Tài chính Anh Sunak viết trên Twitter, Chúng tôi thống nhất trong việc lên án cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sẽ thúc đẩy sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để trừng phạt Nga. Thứ trưởng tài chính nga Timur Maximov trực tiếp tham dự cuộc họp, trong khi Bộ trưởng tài chính nga Anton Siluanov và thống đốc Ngân hàng Trung ương nga tham dự trực tuyến. Một nguồn tin thứ hai cho hay Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Janet Yellen nói với những người tham dự rằng bà cực lực phản đối việc một quan chức cấp cao của nga có mặt tại cuộc họp. Hai nguồn tin cho Reuters hay. Một nguồn tin cho biết thêm rằng bà Yellen nói với những người tham dự là sẽ không có hoạt động kinh doanh như thường lệ đối với Nga trong nền kinh tế toàn cầu, phản ánh thông điệp của bà gửi Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Idrawati Indonesia đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch G20 trong năm nay. Bà Yellen cùng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey và Bộ trưởng Tài chính Canada Christina Freeland và những người khác đứng lên bước ra khỏi cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde thúc giục ông Maximov chuyển đến Moscow một thông điệp rõ ràng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, một trong những nguồn tin cho biết. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương trong khối G20 gặp nhau bên lề hội nghị nửa năm một lần do Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Washington. Trọng tâm là chiến tranh Ukraine, an ninh lương thực và sự phục hồi đang tiến triển từ đại dịch virus corona. Bà Yellen có kế hoạch tẩy chay hai phiên họp G20 bàn về kiến trúc tài chính quốc tế và tài chính bền vững. Một trong những nguồn tin cho biết, mặc dù các quan chức bộ ngân khố cho hay bà sẽ tham gia cuộc thảo luận về tác động của cuộc chiến Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo tài chính từ một số quốc gia châu Âu có ý định nối gót bà Yellen để phản đối cuộc xâm lược của Nga. Bà Freeland, Bộ trưởng Tài chính Canada gốc Ukraine, có kế hoạch tẩy chay bất kỳ phiên họp nào mà đại diện Nga phát biểu, một quan chức chính phủ Canada cho biết. Bà Freeland, đồng thời là Phó Thủ tướng Canada, cho hay bà đã bước ra khỏi phiên họp toàn thể G20 để phản đối sự tham dự của Nga. Các cuộc họp tuần này ở Washington nhằm hỗ trợ kinh tế thế giới và cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Bà viết trên Twitter và nói thêm rằng Nga không nên tham dự. Những quan ngại Giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva ngày 20 tháng 4 công nhận đây là một thời điểm khó khăn đối với khối G20, một diễn đàn đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp cuộc chiến chống lại COVID và ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008-2009. Nhưng bà khẳng định rằng sự hợp tác thông qua diễn đàn sẽ tiếp tục bà Georgieva và bà Yellen đã cảnh báo về sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu thành các khối địa chính trị, với một bên là Hoa Kỳ và các nền dân chủ theo kinh tế thị trường, và một bên là Trung Quốc, Nga và các nền kinh tế nhà nước. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ khẩn trương phát triển máy bay không người lái Ghost cho Ukraine. Máy bay không người lái Ghost trong gói viện trợ vũ khí mới của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 800 triệu đô la đã được không lực Mỹ phát triển nhanh chóng cho Kiev và có các khả năng tương tự như máy bay vũ trang không người lái Switchblade, ngũ giác đài loan báo vào hôm 21 tháng 4. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng hiệu quả các loại vũ khí của phương Tây, bao gồm tên lửa Stinger và Javelin, cùng với các máy bay không người lái như Beretta TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Switchblade do Mỹ sản xuất để nhắm vào các vị trí của Nga. Máy bay không người lái cho phép các lực lượng Ukraine có thể tấn công lính Nga và thiết bị của Nga từ trên không mà không nhất thiết phải tới gần mục tiêu như một số vũ khí trên mặt đất. Trước đó, trong ngày 21 tháng 4, Tòa Bạch Ốc tuyên bố hơn 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost sẽ được cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ gói viện trợ vũ khí mới. Một nhóm Ukraine đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ về cách vận hành máy bay không người lái Switchblade, loại vũ khí dùng một lần bay vào mục tiêu và phát nổ. Ngũ giác đài cho biết nhóm người Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện về Switchblade, chưa tới chục người và đã đến Mỹ để tham gia các chương trình giáo dục quân sự thường xuyên trước khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay. Úc trừng phạt thêm con gái Putin và các thượng nghị sĩ Nga, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chính phủ Úc hôm 22 tháng 4 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm đi lại đối với hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và con gái của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Động thái này theo sau các biện pháp tương tự mà các nước phương Tây như Mỹ và Anh đưa ra và đưa tổng số người và thực thể ở Nga bị Úc trừng phạt lên đến 750. Chính phủ Úc không nêu tên hai người con gái của ông Putin, nhưng Tổng thống Nga được biết là có hai con gái trưởng thành là Katerina Tikhonova và Maria Voronsova tuyên bố nói thêm rằng Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Larov đã được thêm vào danh sách trừng phạt vào ngày 27 tháng 2. Vòng trừng phạt mới cũng nhắm vào 144 thượng nghị sĩ Nga, những người đã ủng hộ Tổng thống Putin bằng cách phê chuẩn sự công nhận độc lập cho các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine hôm 22 tháng 2. Bộ Ngoại giao Úc cho biết trong một tuyên bố của mình và gọi đây là hành động bất hợp pháp. Ngoại trưởng Marisa Payne nói thêm rằng Úc sẽ tiếp tục làm tăng tổn thất cho Nga bằng cách nhắm vào những người chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược vô cớ và không thể biện minh ở Ukraine. Nga gọi cuộc xâm lược của họ là chiến dịch quân sự đặc biệt để phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tuần trước, nước úc đã áp đặt các biện pháp chế tài tài chính có mục tiêu lên đến 14 doanh nghiệp nhà nước nga, bao gồm các thực thể dính đến quốc phòng như nhà sản xuất xe tải kamaz và các công ty vận tải biển safemash và united shipbuilding corp. Và bây giờ là bản tin trong nước thưa quý vị. Theo đài á châu tự do, sau công an thành phố hồ chí minh đến lượt công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án bà nguyễn phương hằng. Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ tố cáo của một số cá nhân đối với bà Nguyễn Thị Phương Hằng, cựu tổng giám đốc công ty Đại Nam, người đang bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật hình sự Việt Nam. Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho truyền thông nhà nước hay tin trên trong ngày 22 tháng 4. Theo vị lãnh đạo này, nội dung vụ án mà công an Bình Dương khởi tố bà Hằng tương tự với vụ án mà công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố hôm 24 tháng 3 năm 2022, nghĩa là vi phạm điều 331 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, được tờ tuổi trẻ dẫn lời cho hay, hiện công an Bình Dương mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can. Ông Chính cũng nói thêm, hiện việc điều tra của công an Bình Dương và công an thành phố Hồ Chí Minh là độc lập với nhau. Liệu có thể gộp vụ án để một nơi xử lý hay không? Ông Chính nói phải đợi cơ quan điều tra xem xét trong quá trình làm rõ vụ án. Trước đó, Thượng tá Lưu Minh Hoàng, tránh văn phòng công an tỉnh Bình Dương cho truyền thông hay, đơn vị này đang thụ lý đường tố giác tội phạm của 6 cá nhân đối với bà Hằng, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, ca sĩ Vi Oanh và bà Đinh Thị Lan. Những người này tố cáo bà Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng được nhiều người biết đến sau hàng loạt vụ livestream tố cáo các ca sĩ và người nổi tiếng ăn chặn tiền từ thiện. Trong các livestream của mình, bà cũng bàn luận về đời sống riêng tư của nhiều người khác trên mạng xã hội. Ngay sau khi bà Hằng bị bắt, nhiều người lên mạng xã hội kêu gọi biểu tình tại khu du lịch Đại Nam ủng hộ bà Hằng đều bị công an triệu tập và phạt vi phạm hành chính. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị 12 kênh mạng xã hội, chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật vân vân. Ngoài ra, công an cũng xác định những người làm và đăng các video lên YouTube, khách mời, tham gia chia sẻ, phát tán nội dung trong các buổi livestream là có liên quan, góp sức cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trên báo VN Express có đăng các ý kiến của các luật sư như sau. Theo luật sư Hà Hải, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, công an hai tỉnh đang điều tra theo thẩm quyền về những căn cứ tội phạm của bà Hằng về cùng một hành vi. Trên thực tế có rất nhiều vụ án tương tự, tùy trường hợp, nếu xét thấy cần thiết, cơ quan điều tra hai tỉnh thành có thể nhập vào cùng một vụ án giao cho một nơi thực hiện các biện pháp tố tụng ở vụ bà Nguyễn Phương Hằng, tôi thấy rằng công an thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nên thống nhất với nhau để nhập vào cùng một vụ án. Việc này sẽ tránh làm tốn công sức, chi phí của các cơ quan tố tụng và những người liên quan. Hơn nữa, nếu tách vụ án để hai cơ quan cùng xử lý thì bị can sẽ bị án chồng án về cùng một hành vi, ông Hải nói. Tháng 3 năm 2021, bà Hằng tố cáo với công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bị Lương Y Võ Hoàng Yên lừa hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, bà thường xuyên livestream bày tỏ bức xúc về việc bị mất tiền. Từ giữa năm 2021, bà này dùng hàng chục tài khoản trên YouTube, Facebook, TikTok thực hiện cả trăm buổi livestream tại địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã 4 lần mời bà Hằng lên làm việc để cảnh báo răng đe và yêu cầu chấm dứt hành vi livestream phát ngôn ảnh hưởng đến người khác, nhưng bà này cố ý né tránh không chấp hành. Cơ quan điều tra cho rằng bà Hằng coi thường pháp luật, đã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tổ chức các đoàn người đến nhà riêng của những người mâu thuẫn với mình để công kích, xúc phạm và đều livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Theo luật sư Võ Đăng Mạch, căn cứ Điều 5 Bộ Luật Hình Sự, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xử lý, tức là Bộ Luật Hình Sự được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là công dân Việt Nam, người nhiều quốc tịch hay người nước ngoài. Trong một số trường hợp liên quan đến miễn trừ ngoại giao, các cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập ký kết người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng này, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Tuy nhiên, bà Hằng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao, Quy định tại pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo đó cơ quan điều tra vẫn giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng thông thường áp dụng cơ chế xử lý tương tự như một người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ việt nam pháp luật việt nam sẽ được áp dụng để xử lý tuy nhiên trong quá trình tố tụng đại sứ quán cộng hòa ship muốn thăm hỏi thông tin về công dân của mình thì cơ quan tố tụng vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc trong phạm vi ngoại giao lãnh sự để nắm thông tin ngoài ra không có ngoại lệ nào khác luật sư võ đăng mạnh nói Nói cho rõ hơn về các chủ thể được hưởng chế độ miễn trừ ngoại giao, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thế Trạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các trường hợp này bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, gồm đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hiệp quốc, đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hiệp quốc và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vân vân và thành viên của những cơ quan đó cũng như thành viên gia đình họ. Hiện nay, Việt Nam và Cộng hòa Ship không có điều ước quốc tế, bà Hằng cũng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao. Nếu bà Hằng phạm tội trước hết vẫn là công dân Việt Nam, nên cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để xử lý. Ông Trạch nêu quan điểm. Thưa quý vị, theo nhà quan sát Lê Hồng Hiệp bày tỏ trên báo Đức Việt, tham nhũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của quân đội Việt Nam. Nhà quan sát cho rằng những gì được xử lý cho đến nay có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm vì tham nhũng trong quân đội được cho là phổ biến và cắm rễ sâu, nhìn chung rất khó phát hiện và loại bỏ. Ngày 18 tháng 4, năm tướng lĩnh và hai sĩ quan cấp cao khác của Cảnh sát biển Việt Nam đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt để điều tra về một loạt các tội danh tham nhũng, trong đó có tội tham ô tài sản. Những người bị bắt gồm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy Cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh và tham mưu trưởng và Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bê bối tham nhũng gần đây dẫn đến việc hàng chục sĩ quan cấp cao trong lực lượng quân đội và công an Việt Nam bị xử lý. Riêng trong quân đội ít nhất 20 tướng lĩnh đã bị kỷ luật hoặc truy tố kể từ năm 2016. Sĩ quan cấp cao nhất bị truy tố là ông Nguyễn Văn Hiến, cựu tư lệnh hải quân và thứ trưởng quốc phòng. Ông Hiến đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vào cuối năm 2020 vì phê duyệt chuyển nhượng trái phép ba lô đất quốc phòng tại thành phố Hồ Chí Minh cho các nhà đầu tư tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước 939 tỷ đồng. Công luận quan ngại rằng lực lượng cảnh sát biển chỉ lo tham nhũng hơn là bảo vệ tổ quốc. Phần nổi của tảng băng chìm vụ bắt giữ năm tướng cảnh sát biển Việt Nam và kỷ luật 3 tướng lĩnh tại Học viện Quân y liên quan đến vụ bê bối tham nhũng tại công ty Việt Á cách đây vài tuần, giúp tăng cường uy tín chính trị cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vốn từ năm 2016, đã tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng cấp cao gây nhiều tiếng vang tuy nhiên những gì được xử lý cho đến nay có thể chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm vì tham nhũng trong quân đội được cho là phổ biến và cấm rễ sâu nhìn chung rất khó phát hiện và loại bỏ quân đội việt nam tham gia vào một loạt các hoạt động kinh tế được tạo điều kiện thuận lợi nhờ ảnh hưởng lớn của quân đội trong nền chính trị việt nam điều này đôi khi khiến các cơ quan dân sự phải chiều theo yêu cầu của các quan chức quốc phòng bao gồm cả việc cung cấp nguồn lực và các chế độ ưu đãi qua đó làm nảy sinh cơ hội cho tham nhũng phát triển sự tồn tại của các doanh nghiệp thuộc sở hữu quân đội cả các doanh nghiệp thực sự lẫn các công ty bình phong được thành lập để phục vụ mục đích thu thập thông tin tình báo và các hoạt động nghiệp vụ khác cũng khiến việc trục lợi của các cá nhân tham nhũng khó bị phát hiện hơn do khó phân biệt rạch ròi giữa các hoạt động liên quan đến thương mại và quốc phòng vì thông tin về các hoạt động của quân đội thường được coi là nhạy cảm hoặc bí mật điều này cũng cung cấp một lớp bảo vệ khác cho các quan chức quân đội tham nhũng ví dụ mặc dù một số thương vụ mua bán vũ khí của việt nam được cho là có liên quan đến tiền lại quả từ các nhà cung cấp quốc phòng nhưng vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức nào về những cáo buộc như vậy nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ tổ quốc chống lại xâm lược của ngoại bang nhưng quân đội cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chế độ điều này khiến cho việc xử lý tham nhũng trong quân đội trở thành một vấn đề nhạy cảm đối với đảng cộng sản việt nam vì đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế giữa một bên là việc duy trì kỷ luật và liêm chính trong các lực lượng vũ trang một bên là duy trì lòng trung thành của các lãnh đạo quân đội hàng đầu đối với đảng Mặc dù đảng tuyên bố rằng không có vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng mong muốn duy trì lòng trung thành của các tướng lĩnh cũng có thể đã khiến đảng không muốn giải quyết triệt để nặng tham nhũng trong quân đội, đặc biệt là trong các vụ liên quan tới các sĩ quan cấp cao. Việt Nam có 5 tướng bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay cả khi không có giao tranh nào. Tham nhũng làm chuyển hướng nhiều nguồn lực cần thiết khỏi việc đầu tư vào các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Việt Nam vốn đã chậm lại kể từ năm 2016 tham nhũng cũng làm suy thoái tinh thần của các sĩ quan và binh sĩ làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ một số hành vi tham nhũng bị cáo buộc chẳng hạn như ăn cắp xăng dầu từ các tàu quân sự và báo cáo sai hành trình tuần tra thậm chí khiến đất nước phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp biển đông ngày càng gia tăng và trung quốc thường xuyên xâm phạm các vùng biển việt nam Tham nhũng cũng là kẻ thù vô hình, có thể tiêu diệt ngay cả những nhà lãnh đạo quân sự có kinh nghiệm và năng lực nhất, đe dọa làm suy yếu năng lực chỉ huy tổng thể của quân đội. Bình luận về vụ bắt giữ năm tướng cảnh sát biển, một người dùng Facebook đã cay đắng nhận xét rằng Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt 8 tướng Nga và Việt Nam cũng có 5 tướng bị loại khỏi vòng chiến đấu, ngay cả khi không có giao tranh nào việc truy tố năm tướng cảnh sát biển cho thấy chiến dịch chống tham nhũng có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới và người dân có thể mong đợi các vụ án tham nhũng cấp cao khác liên quan đến quan chức quân đội được phơi bày tuy nhiên nếu không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ thì tình trạng tham nhũng trong quân đội sẽ khó có khả năng thuyền giảm Ngoài việc cần cải thiện giám sát của chính quyền dân sự đối với chi tiêu quốc phòng, chấm dứt việc quân đội tham gia vào các hoạt động thương mại mang tính chất tìm kiếm lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho các quân nhân, Việt Nam cần cấp thiết phải xóa bỏ nạn mua bán quyền lực trong quân đội. Mặc dù chưa có điều tra chính thức nào, nhưng hành vi đưa hối lộ để được thăng chức được cho là phổ biến ở cả các cơ quan dân sự lẫn các lực lượng vũ trang. Một khi đã được thăng chức quan chức đưa hối lộ sẽ phải tìm cách thu hồi vốn đầu tư, do đó làm cho tình trạng tham nhũng ban đầu càng lan rộng và ăn sâu hơn. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tham nhũng trong quân đội dường như đã gia tăng đáng kể từ năm 2006 khi số lượng các tướng lĩnh quân đội bắt đầu tăng mạnh. Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Việt Nam chỉ có 36 tướng, nhưng đến năm 2018, một Việt Nam thời bình lại có tới 415 sĩ quan quân đội mang quân hàm cấp tướng. Quân đội Việt Nam tự hào vì đã đánh bại được ba cường quốc lớn. Những kỳ công này đạt được là khi nạn tham nhũng hầu như không tồn tại trong hàng ngũ của quân đội Việt Nam. Hiện nay, đối mặt với nạn tham nhũng tràn lan, khả năng của Việt Nam trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh và quốc phòng tiềm tàng có thể bị thách thức nghiêm trọng. Tham nhũng giờ đây đã nổi lên trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của quân đội Việt Nam và một chiến thắng rõ ràng trước kẻ thù đó vẫn còn khó khăn xa vời. Thưa quý vị, Bác Nguyễn Thông trên trang Facebook cá nhân bình luận về chuyện tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ gọc như sau. Tôi khoe với ông hàng xóm ông ạ, à. nhà cai trị tận này làm quyết liệt phép bắt tùm lum, bắt liên tục, chưa khi nào mà bắt tới cả đường kim thứ trưởng mà là cái bộ quan trọng giữ thể diện quốc gia. Túm cả loạt tướng cảnh sát biển rồi kỷ luật mấy tay tướng công an chuyên nghề giam giữ người rồi. Lão hàng xóm xua tay, giống cụ cố hồng. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, biết cả rồi. Lão nói ngọng, đu trên phong trào ấy. Lão bảo, việc bắt quan chức từ bự khủng cho tới oắt con ở cái xứ mà chả có gì đáng nói đáng khen cả. Đúng ra phải chê, chê thật lực. Cả bộ mấy cây trị hư hỏng, quan chức cán bộ đảng viên hư hỏng tập thể từ trên xuống dưới, toàn là những cái đứa do bọn họ cử ra, chọn ra, đặt vào cái ghế, chứ nào phải do dân chọn dân bầu đâu Hỏng nát đại trà, nát một cách toàn diện, nát bền vững như thế, không bắt mới là lạ. Lão bảo, khi nào có cái gọi là ủy ban kiểm tra trung ương ấy tự bắt mình, ấy, ông Tổ Lâm tự bắt mình ấy, thì may ra tình trạng bắt mới giảm hoặc là chấm dứt. Gốc thể chế cũ vẫn còn, chỉ tỉa cành, vặt trồi, tém ngọn thì cây tham nhũng có chặt được nó khối. Bắt tận cũng chả giải quyết được gì, bằng chứng là cả chục năm nay vẫn cứ bắt bắt bắt, bàn tay không phút nghỉ nhưng đâu có làm cho được đồng ta mau tốt lúa thêm xanh đâu. Cố tình tự chui vào đường hầm ngõ cụt lại cứ đòi ngó ra trời cao biển rộng, ngay cả thái độ đối với vụ Ukraine cũng như thế. Thật là chính xác phải không thưa quý vị? Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tổng hợp phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Anh chị kính mời quý vị theo dõi bài bình luận của blogger viết từ Sài Gòn đăng trên đài Á Châu tự do. Ta thấy gì sau bao năm? Những ngày này giữa tháng Tư này, trước đây gần nửa thế kỷ, nhân dân hai miền Nam và Bắc đón nhận một biến cố, biến cố của kẻ thắng cuộc và biến cố của bên thua cuộc. Sở dĩ tôi gọi biến cố bên thắng cuộc và đồng nhất họ với bên thua cuộc trong cùng một biến cố, bởi vì nếu nhìn từ bên ngoài, thì miền Bắc đã thắng miền Nam nhưng nhìn sâu xa hơn thì quốc gia này dân tộc này đã thua đã đón nhận một biến cố mà ở đó các giá trị văn minh của cả hai miền chính thức bị bức tử một chu kỳ mới với đầy rủi ro hoang mang và tang thương đang bắt đầu Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, không ít người miền Bắc đau đáu dành dụng từng cân gạo, từng ký khoai để mang vào cho bà con, người thân, tộc họ và cả người không quen biết của miền Nam đang đau khổ, thiếu thốn, đói kém vì chịu sự kìm kẹp của Mỹ Diệm. Dường như trong hàng triệu người lên đường, trong hàng triệu trái tim nôn nóng giải phóng miền Nam ấy, có rất nhiều, thậm chí hoàn toàn nghĩ như vậy đó, sau quá nhiều tuyên truyền và tẩy não của người Cộng sản và từng cân gạo ký khoai lang khô chắc chiêu ấy là gì nếu không phải là tình yêu thương, là văn minh, là giá trị nhân văn. Thế nhưng, sau khi người lính Cộng sản Bắc Việt chính thức bước vào dinh độc lập và sau một thời gian dài thu chiến lợi phẩm, hưởng niềm vui chiến thắng và nhìn miền Nam như một cái xác mang linh hồn mỹ diệm bởi quá nhiều lời chỉ giáo, lên dây cót thù hận của chỉ huy của cấp trên song hành với các giáo huấn này là những chiến dịch tận diệt người miền Nam có liên quan đến chế độ cũ, đẩy người miền Nam đến đường cùng và tha hồ thu chiến lợi phẩm mang về quê hương. Cả một kho chiến lợi phẩm, dù có tưởng tượng giỏi cỡ nào, người lính Cộng sản cũng không bao giờ tin nổi vào mắt mình. Đó là sự thật. Thế mới có người mang con búp bê, mang chiếc xe đạp, chạy cả chiếc xe Honda 67, Honda Dam về miền Bắc. Và đương nhiên, điều đáng buồn nhất có tính chấm dứt mọi lý tưởng có được, cho dù đó là lý tưởng sai lầm hình thành từ sự tuyên truyền dối trá. Còn mang hơi húm tình người của miền Bắc dành cho miền Nam chính thức chết đi bởi họ bẻ bàng nhận ra những bước chân lạc lõng của mình trên đất phương Nam. Họ hiểu rằng kể từ khi bước vào đây, không có khái niệm giải phóng nào ở đây mà là đi xâm chiếm, đi dọn cỏ miền Nam và đi thu chiến lợi phẩm và họ cũng bẻ bang nhận ra rằng họ chẳng phải là bậc cứu thế trong mắt người miền Nam. Họ nhếch nhác và có phần tệ hại trong mắt người miền Nam. Chút lòng yêu thương hay trắc ẩn của kẻ thắng cuộc nhanh chóng chuyển sang thù hận và trả thù. Ranh giới phân chia Nam Bắc giãn rộng trong tâm hồn mỗi người. Và chưa dừng ở đó, cuộc chiến trong tâm hồn người Việt Nam, cuộc chiến trong tâm linh dân tộc trở nên ráo riết, tàn bạo hơn khi người Cộng sản áp đặt mô hình kinh tế tập trung bao cấp thần thánh của họ lên miền Nam và thiết chặt hơn ở miền Bắc. Điều đó dẫn đến những bài ca ca ngợi quê hương với hình ảnh chất đầy những bữa ăn ước mơ, những hạt lúa ước mơ, những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng nằm trong ước mơ của con người. Phải lâu lắm, hơn 11 năm sau, sau biết bao nhiêu biến cố chiến tranh biên giới tây nam chiến tranh biên giới phía bắc đói khổ đau đớn vượt biển đền đài miếu mạo lăng tẩm bị đập phá bị hoang phế cả một dân tộc tan tác dưới trời đau người ta mới chịu mở ra cánh cửa thị trường nhưng cái cánh cửa thị trường ấy thêm một lần nữa cắt sâu vết thương dân tộc bởi cái định hướng xã hội chủ nghĩa của nó vì đây là thị trường có định hướng có đảng cộng sản vẽ kim chỉ nam và có sự giám sát quản lý toàn triệt của đảng nên chắc chắn một điều trong cái thị trường ấy chỉ có thái tử đảng phe cánh của đảng những nhóm lợi ích trực thuộc đảng thu về mối lợi lộc dân đen không những không được lợi lộc gì mà phải đối diện với một thứ tư bản rừng rú nắp bóng định hướng xã hội chủ nghĩa mượn danh tài sản quốc dân toàn dân và trong cơn quẩy đạp đầy rẫy máu và nước mắt của những con quái thú tư bản rừng rú có hàng triệu người dân bỗng chốc trở thành dân oan có hàng triệu người dân cho đến thế kỷ 21 vẫn không dám mở miệng nói ra suy nghĩ của mình cho dù đó chỉ là suy nghĩ rất đơn giản rằng mình cần được đối xử công bằng. Vực thẳm phân ly của dân tộc ngày càng mở ra tàn hoác. Sự phân chia nam bắc ngày càng thêm nặng và đau đớn nhất là người ta trở nên mù quáng và tự phát. Mù quáng vì không cần biết đúng sai tốt xấu đen trắng mà chỉ cần biết đã bắt thì phải xấu cũng như ngược lại, đã nam thì phải ngố và hợm hình. Tự phát bởi người ta đánh mất trung tính để nhận biết đúng sai mà chỉ cần chứng minh rằng mình hiểu biết, mình tử tế, người ta sẵn sàng đạp lên mọi giá trị và đạp qua cả chính sự tử tế và lòng trắc ẩn của bản thân để nói cái mình thích, cái có lợi cho mình. Và sau gần nửa thế kỷ, sự đánh mất trung tính của một dân tộc đã đến hồi cao trào. Người ta không những không còn phân biệt đúng sai mà chuyển lên cấp độ mới hơn là Phe tao luôn đúng và phe mày luôn sai. Phe tao là ai? Phe tao là những ai phát biểu, chống đối, xun xue, bỡ đỡ hay vùi dập giống với tao, cùng mục tiêu như tao thì đều đúng cả. Còn phe mày là ai? Là đứa nào dám nói ngược, dám phản biện, dám phản tư, dám chỉ ra điều bất công và dám chặn đứng tiến trình bóc lột của tao. Đương nhiên phải là sai và là kẻ thù của tao rồi. Cái nếp nghĩ cực đoan một cách có biện chứng này đã thành nếp nghĩ phổ quát của dân tộc một khi các hệ hình giá trị dân tộc được căn cứ trên vật dục, trên cái nhà, chiếc xe, bể bơi, siêu xe, siêu biệt thự và sâu xa hơn nữa là nhiều thớt. Tức vợ ở nhà là thớt chính, các thớt còn lại ngoài xã hội chính là các chân dài và chân càng dài, ốc càng ngắn thì càng dễ kiếm tiền. Bởi chân dài giúp người sở hữu có cái để mà giật le và thỏa mãn cái cơn khát dục. Chân dài cũng là thứ chuẩn mực thẩm mỹ duy vật biện chứng. Và ốc càng ngắn thì càng hay, bởi ốc ngắn thì ít thủ đoạn, ốc ngắn thì ít làm việc đầu óc mà chuyển năng lượng sang làm việc ở các đơn vị cơ thể khác. Khi chân dài ốc ngắn trở thành món hàng hiếm, hàng hot của xã hội, len lỏi trong cả giáo dục và quản lý chính trị kinh tế, thì đương nhiên, điểm đến của dân tộc nằm ở đâu? thiết nghĩ không cần bàn thêm. Và sau gần nửa thế kỷ đi qua, chuyện chén cơm manh áo, chỗ ở không còn thao thức như ngày xưa. Nhưng không thao thức không có nghĩa là bình yên, thái bình. Vì sau gần nửa thế kỷ, con người khi đối mặt với chuyện ăn mặc ở đã chuyển từ thao thức sang khốc liệt. Con người dẫm đạp lên nhau, con người mang trá, lừa lọc và bất chấp thủ đoạn, kể cả người thân với nhau để đạt được mục đích của họ. Mà đáng sợ là cái mục đích ấy lại quanh quẩn ở cái chuyện ăn mặc ở một tầng bậc cấp thấp, thứ tầng bậc ở nhân loại chưa phát triển ấy. Bởi trong một nhân loại đã phát triển, nỗi thao thức chuyện ăn mặc ở sẽ chuyển sang nỗi thao thức về thân phận cá nhân và nhân quần, thao thức về đồng loại và thế giới, thao thức về vũ trụ quan sau chuỗi dài chiêm nghiệm tri thức đáng sợ ở chỗ một quốc gia nghèo và dốt, cánh cửa tri thức chỉ mới mở hé và lực lượng tri thức còn rất mỏng, hàm lượng tri thức còn yếu ớt khi bước ra biển lớn. Nhưng chúng ta lại có quá nhiều giáo sư tiến sĩ, chúng ta có quá nhiều cử nhân và các giáo sư tiến sĩ bận sun xoe bỡ đỡ, hiếm hoi người suy tư về dân tộc. Các cử nhân thì bận chạy xe ôm, cò đất, cò nhà, ship hàng online. Kết quả là sao? Sau rất nhiều nỗ lực để xóa đói nghèo, xóa dốt. Việt Nam có những cánh rừng trơ trọi và có những biệt phủ triệu đô trang trí đầy gỗ quý. Việt Nam có những con người vung tiền như lá mít và có những vùng quê bị xóa sổ bởi nghèo đói và nạn cờ bạc đề đóm. Việt Nam cạnh kiệt tài nguyên tự nhiên và cả con người. Việt Nam có những người đi bán thận để mua điện thoại đấy. Việt Nam có những gia đình nhà chứa đầy các vật dụng đắt giá, thời thượng và có hầm rượu ngoại, nhưng không có lấy một cái kệ sách nhỏ. Việt Nam cơ bản đã vượt qua được đói nghèo bằng nỗ lực đấu tranh và đấu tranh, nhưng cũng cơ bản vượt qua nạn dốt bằng nỗ lực học thuộc điều lệ đảng những cánh cửa tri thức khác vẫn im ỉm đóng với dân tộc. Chỉ có những trí thức chịu dòm lén qua khe cửa và tự than vãn về cái góc u tối của đời mình. Giỏi lắm thì cũng chỉ dám thở dài về bóng tối bao phủ cả căn nhà có quá nhiều ổ khóa. Vậy thì, sau gần nửa thế kỷ, chúng ta nhìn lại và thấy gì? Thấy lòng hoài nghi, thấy sự dững dưng, thấy kẻ hãnh tiếng và đạp qua nỗi đau đồng loại, thấy người xuân xoe, thấy đời trống rỗng và vô vị. Và thấy ai đó đang khóc thầm, nhớ tiếc những ngày vàng son, những ngày con người dù đau khổ chết chóc nhưng vẫn còn biết tử tế với nhau. Vừa rồi là bài viết của blogger viết từ Sài Gòn. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau. Tiếp nối chương trình, anh Chi kính mời quý vị theo dõi đoạn tùy bút của tác giả Anh Quốc. Ukraine có chữa được căn bệnh mù màu không? Nhân danh cho những người bị bệnh mù màu, xin cảm ơn nhân dân và đất nước Ukraine đã làm cho chúng tôi sáng mắt để được nhìn thấy sự thật. Nếu không có các bạn, làm sao chúng tôi biết được Putin là một kẻ máu lạnh và tàn ác như thế? Đất nước Ukraine bị tàn phá, Mariupol bị sang phẳng như bình địa, Putin hàng trăm người dân vô tội bị sát hại. Putin nhân từ, người bạn lớn của Việt Nam đã bị lột mặt nạ là một kẻ sát nhân, tên tội phạm quốc tế chống lại loài người. Thân tượng Putin và nước Nga vĩ đại bị sụp đổ sau gần 2 tháng tấn công Ukraine. Người Việt Nam đã từng bị ngộ nhận Putin và nước Nga là hiện thân của công lý và lẽ phải, tin tưởng sức mạnh vô đối kinh tế quốc phòng Nga khiến cả Mỹ và phương Tây khiếp sợ. Giờ đây, chắc nhiều người phải tỉnh ngộ cuộc chiến trên chiến trường đã lộ ra tất cả quân đội của putin không nuốt nổi một ukraine với tiềm lực kinh tế quốc phòng chỉ bằng móng tay của nước nga hệ thống truyền thông của chúng tôi giờ đây cứng họng và cứ như là bị vã vào mặt sau mấy chục năm tuyên truyền về sức mạnh quốc phòng nga Chúng tôi bị tuyên truyền và từng tin vào sự thật. Vũ khí siêu thanh, tàu ngầm nguyên tử, Su-30-35, xe tăng Akmata, tuần dương hạm, xoáy hạm, vượt cả Mỹ và phương Tây 20 năm qua. Quân đội Nga bắt chiến bắt thắng với tinh thần quả cảm, lòng trung thành tuyệt đối với Putin và Tổ quốc, khiến cho các nhà lãnh đạo của đất nước chúng tôi cũng trở nên tuyệt đối tin tưởng khi ngã vào lòng Putin, trong vòng tay che chở của nước Nga. Giờ đây, chắc đã lung lay và hoảng loạn. Không biết bao nhiêu người trên đất nước chúng tôi tin tưởng rằng thế giới của Mỹ và phương Tây đang phải sống dựa vào nguồn dầu và khí đốt của Nga. Putin mới là ông chủ đích thực của thế giới. Putin chỉ cần ngồi ở điện Kremlin, đóng cái van lại là các nước châu Âu phải quỳ gối vái lạy. Thật đáng buồn. Một sự dối trá ngây ngô như thế mà khối chuyên gia và giới tinh hoa Việt Nam tin sái cổ Hóa ra, một hệ thống truyền thông luôn được tuyên truyền là sự thật, toàn đưa tin nhảm nhí và dối trá. Putin đã bị Mỹ và phương Tây dắt mũi và lợi dụng. Putin chẳng có gì bí ẩn và huyền thoại, ông ta chỉ là kẻ bán rẻ tài nguyên đất nước cho ngoại bang để nuôi sống một đế chế độc tài và tham nhũng, một tên kẻ cắp lợi dụng sự chân thật của người Nga. Cảm ơn nhân dân Ukraine và ngài Tổng thống Zelensky vì căn bệnh mù màu của chúng tôi đã tự nhiên biến mất sau những chiến thắng của các bạn. Nhìn những xác xe tăng Nga bị thui cháy, vụn nát nằm ngổn ngang trên mọi nẻo đường Ukraine. Không quân Nga không thể làm chủ bầu trời khi chỉ đương đầu với hệ thống phòng không, không quân Ukraine lạc hậu nhất thế giới do chính Nga sản xuất cách đây hàng chục năm. Siêu xoái hạm Nga, Moskva, niềm kiêu hãnh của hải quân Nga, khống chế biển đen bị nhấn chìm chỉ bằng hai quả tên lửa do Ukraine chế tạo. Đó là một cái kết nhục nhã cho những kẻ cuồng tín vào sức mạnh quốc phòng Nga. Bộ binh Nga hèn nhát, không thể chiếm được một thành phố nào của Ukraine phải rút lui khi không có không quân và pháo binh hỗ trợ. Những chiến binh Nga thừa hưởng lòng quả cảm trong niềm kiêu hãnh từ thời Xô Viết giờ chỉ là một đội quân bạc nhược, nhếch nhác, thiếu thốn, trang bị lạc hậu. Đây là một minh chứng cho nền kinh tế quặc quẹo bị các quan chức Nga lũng đoạn và tham nhũng. Và họ giờ đây thật thảm hại. Chỉ là những kẻ cầm súng bảo vệ cho ngai vàng của Putin và một lũ sâu mọt ở trong Duma Nga. Cảm ơn nhân dân Ukraine. Con mắt của chúng tôi đã nhìn ra sự thật. Nước Nga và Putin không hề là một cường quốc bảo vệ cho công lý và lẽ phải. Putin và nước Nga bị cô lập. Thế giới văn minh của loài người đang phỉ nhổ khinh bỉ Putin và bậu sậu của ông ấy. Vừa rồi là bài viết của tác giả Anh Quốc. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau. Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiếng đăng trên trang Việt Nam Thời Báo chết không nhắm mắt. Kẻ bắt người nam, bên thua bên thắng, đều phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắn là khi họ chết, không ai nhắm mắt. Tôi tình cờ nhặt trên Facebook một tác phẩm khá độc đáo của Mark Ribu. Ông chớp được cảnh, một anh bộ đội với con búp bê nằm dưới nắp ba lô và cái sắt cầm tay, đang trên đường trở về quê cũ. Cùng với bức ảnh là lời bình cũng độc đáo không kém của Facebooker Nguyễn Hoàng, rằng Thằng này coi vậy mà hiền, chỉ lấy con búp bê cho con và cái bóp đầm cho vợ mà thôi. Thằng chả, hiền thiệt chứ. Cái ba lô xẹp lép hả, à? ngó thế mà thương. Là kẻ cầm súng, thuộc phe thắng trận, đương sự có thể thu góp được chiến lợi phẩm nhiều hơn thế chứ. Bên thua cuộc rõ ràng không mất mát chi nhiều mà Bắc Nam đã được nối vòng tay lớn. Theo như cái cách nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi ra tác giả còn dự tưởng là sẽ có những đoàn tàu thống nhất, tỏa khói trắng hai bên đường, những đám trẻ thơ đi hát đồng giao khắp ngõ và mọi người ra phố mời rao nụ cười. Họ trịnh có lẽ thực lòng tin tưởng như thế. Niềm tin của ông cũng được không ít người cùng thời ấy chia sẻ. Sự thật tiếc thay đã khác thế. Sau ngày Nam Bắc hòa lời ca thì nụ cười gần như biến mất trên môi của mọi người dân Việt. Dù thuộc bên thắng cuộc, những bộ đội phục viên cũng không hề được hân hoan cười đón khi họ trở về. Đoạn viết sau đây này. Tôi đã được chứng kiến cảnh hụt hẳn của nhiều người khi họ ngơ ngác tìm kế sinh nhai. Đã không ít người đòi đảng chính quyền cơ sở phải chia ruộng đất cho họ. Và tất nhiên, đảng chính quyền không thể moi đâu ra ruộng đất để cho họ cày. Cực chẳng đã, nhiều người đã trực tiếp đòi ruộng cha ông mà ngày trước họ đã góp vào hợp tác xã. Không ít người đã tự ý đi cày ruộng cha ông của mình và thế là họ được quy là công thần gây rối, chống lại đường lối của đảng nhà nước kết cục. Có người bị đuổi ra khỏi đảng, có người bị bắt lên xã, lên huyện, tạm giam để xử lý vì đã ngang nhiên lấn chiếm đất đai của nhà nước đã giao cho người khác. Đoạn viết này trích trong cuốn Đối mặt, chương 2, tác giả Vi Đức Hồi. Đoạn hồi ký thượng dẫn giúp cho độc giả hiểu tại sao vỉa hè Hà, Hà Nội lại đông đảo những người làm nghề cửu vạn. Họ sống ra sao? Mỗi tối, thuê cái chiếu nằm gầm cầu, có tiền bạc của nã thì gối đầu dắt lên ngực bốn bên lũng củng người nằm nói anh bỏ lỗi nó méo nhau huỳnh huỵch rồi lại chửi nhau quát nhau to tiếng hơn ô tô chạy ngoài đường trích trong cuốn chiều chiều phương nam hà nội xuất bản năm 2014 tác giả tô hoài giữa thủ đô của lương tâm nhân loại mà trái chiếu méo nhau huỳnh huỵch tức là làm cái chuyện ấy huỳnh huỵch đó thưa quý vị thì ngó cũng hơi khó coi. Tuy thế và được thế vẫn hơn hẳn nhiều bạn đồng đội không may khác đang nạn gỗ khô rỗ mặt đường kia. Hạnh phúc hay đau khổ, nghĩ cho cùng chỉ là sự so chiếu và mọi so chiếu đều tương đối cả. Nói chi đến những người lính vô danh, ngay cả một nhân vật tiếng tâm cỡ như thi sĩ Tế Hanh từng là ủy viên ban chấp hành hoặc thường vụ hội nhà văn Việt Nam, từng 10 năm liền phụ trách đối ngoại của hội, từng có chân trong ban phụ trách nhà xuất bản văn học, đến cuối đời cũng đành chép miệng mà nói rằng trải qua hai cuộc chiến tranh, mình còn được sống, được làm thơ, còn may mắn hơn khối người khác, thế là được rồi. Còn sống là may mắn hơn khối người khác, thế là được rồi. Vâng, đúng thế. Theo thống kê chắc không khả tín đâu của Tổng cục Chính trị, thì đến năm 2012, toàn quốc chỉ có 1 triệu 146.250 liệt sĩ và khoảng 600.000 thương binh, trong đó có 849.018 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Số liệu của Wikipedia tiếng Việt thì còn cho biết thêm rằng từ tháng 12 năm 1994 đến hết năm 2001, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý cho 44.253 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Có bà bị lọt sổ vì không đủ kiên trinh nên đã lỡ đi thêm bước nữa theo như tường trình của tờ tuổi trẻ online rằng Chúng tôi đến khi bà Trần Thị Em mà đang ăn tối ngay trên giường. Bà đã ở trên giường như vậy gần 3 năm rồi, kể từ khi đôi chân không còn tự đứng lên được nữa. ấy thế, nhưng khi hỏi đến chuyện xưa, đôi mắt bà lại sáng lên. Bà say xưa kể về những ngày hoạt động cách mạng, những ngày tù ngục đòn roi tra tấn, thương tích tới 75%, thương binh hạng 2 trên 4. Vượt qua được hết, chỉ không chịu nổi mỗi lúc nghe tin chồng tin con thôi. Bà chợt trầm giọng. Ba lần không chịu nổi ấy là vào năm 1962, ông Võ Mười, chồng bà, hy sinh khi bà mới 30 tuổi. Năm 1964, con trai út Võ Danh của bà bị bắn chết khi vừa 6 tuổi, đang được giao việc cảnh giới cho các chú cán bộ họp. Rồi năm 1971, con trai lớn Võ Thái làm giao liên cho ban binh vận khu Ủy khu 5, hy sinh ở tuổi 16. Còn lại một mình giữa đạn bom, hai lần bị bắt, giam cầm tra khảo ở nhà lao Quảng Ngãi năm 1974, bà gá nghĩa với một người đồng đội ông Thái Văn Thới chiến tranh vẫn ác liệt biết đâu mai này sống chết thế nào thương nhau thông cảm hoàn cảnh của nhau chỉ về với nhau thôi bà kể ngày 21 tháng 2 năm 2014 ủy ban nhân dân phường 12 quận Bình Thạnh đã tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị nhà nước tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng cho bà Phường đã có tờ trình về trường hợp của bà gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, quận Bình Thạnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà nhận được thông báo bà chưa được lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng do đã tái giá. Phải chi cái hồi giao công tác cách mạng cho hai đứa nhỏ 6 tuổi và 16 tuổi mà nhà nước cũng xét nét kỹ càng như vậy thì đỡ cho bà mẹ Trần Thị Em mà biết mấy phải không? Dù sao vẫn còn có điều an ủi là nhờ đang sống ở thành phố mang tên bác, nên tờ trình về trường hợp của bà cũng đã được gửi tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và đã được cứu xét rồi từ chối. Có mẹ không nhận được danh hiệu anh hùng, chỉ vì lỡ chui rút ở những nơi hoang vu quá. Bên kia đèo bá thở là một nơi như thế. Có đoạn viết rằng, trên bản đồ quân sự cũng như bản đồ của nhà địa dư, không bao giờ có địa danh đèo bá thở. Bởi vì đặt cái tên cho ngọn đèo này chính là tôi và một vài người bạn. Ngọn đồi nằm không xa trại giam chúng tôi trong tỉnh Yên Bái. Ngày ngày đội của chúng tôi có 10 anh em phải băng qua bên kia cái đèo khốn nạn này, tới một khu rừng toàn thị là tre, nứa, giang. Mấy ngày đầu, chúng tôi không chú ý tới cuối dốc bên kia có một cái nhà tranh đã sập. Người chủ của căn nhà lấy vài thân tre to, chống cái mái lên, nên mái nhà chạm đất. Tất nhiên trong tình trạng đó nó không có cửa. Chúng tôi đã vài lần đi về ngang đó và tưởng nó đã bỏ hoang bởi vì trong nó còn thua một cái tròi chăn vịt ở miền Nam. Một hôm, cả bọn chúng tôi thấy trời còn sớm nên nghỉ lại bên kia dốc một lát trước khi bá thở. Chúng tôi nghe lục đục ở trong cái tròi bỏ hoang và phát giác được một cụ già thật già. Nét mặt bà cụ nhăn nheo hệt như những vết nẻ của ruộng bị hạn hán nhiều ngày. Bà già có một cặp mắt nâu đục, lờ đờ và đầy rỉ mắt. Bà già mặc một cái áo bông vá chằng vá đục. Phải gọi đây là cái áo vá trên những miếng vá. Nó nặng dễ chừng đến 5 kg chứ không chơi. Chúng tôi gạ chuyện xong tất nhiên bà già biết chúng tôi là tù ngụy nên không hé răng một nửa lời. Hôm sau, trong lúc đốn tre, chúng tôi hội ý, chúng tôi lấy dư ra mỗi ngày vài cây về giấu ở gần căn lều của bà cụ được vài ngày thì đủ tre để mà dựng lại căn lều chúng tôi để hai người lại sửa còn tám người vào rừng đốn tre cho nó đủ cái số lượng của mười người chúng tôi cũng cắt tranh về để dậm lại những cái chỗ đã quá mục nát căn nhà sửa xong có cửa để chui ra chui vào bà già khi đó tự động nói chuyện với tụi tôi lão có ba đứa con một đứa đã có giấy tử sĩ hai đứa kia thì hòa bình lâu rồi nhưng lão không hề nhận được một chữ gì của chúng từ ngày chúng đi lão mới có giấy mẹ liệt sĩ, mỗi tháng có tiền nhưng trả vào đâu. Đoạn vừa kể trích trong cuốn Bên kia đèo bá thở tác giả Hoàng Khởi Phong, à, cây tùng trước bão. Ba lão hẳn đã qua đời từ lâu. Những người lính thắng trận trên đường về quê với con búp bê cầm tay hơn 40 năm trước e cũng không còn mấy ai sống sót. Đám mẹ ngụy và lũ con thua cuộc cũng thế, cũng đều đã lần lượt đi vào lòng đất. Kẻ bắt người Nam bên thua, bên thắng, nên họ đã phải trải qua những hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Duy có điều này thì chắc chắn là hoàn toàn không khác, đó là khi họ chết, không ai nhắm mắt cả. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.